Ôi, xin chào tất cả các tin yêu á, thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các tin yêu về một sản phẩm mới gần tết rồi á, nên là phải làm đẹp cho bản thân mình và đặc biệt á, là cái tóc là cái gốc của con người đầu tóc thì nó sẽ thể hiện được góc con người của mình như thế nào thì ngày hôm nay em sẽ và tri ấn và em sẽ tặng cho các tin yêu với giá là siêu cực kỳ ưu đãi với bộ dâu gối như này đó là dâu gối chi các tin yêu biết không đó là dâu gối phủ bạc có nghĩa là những anh chị em những ông bà nào mà đang gặp cái vấn đề như là tóc bị bạc này tóc bạc này đây tóc từ tóc đen này mà giờ là thành tóc bạc này đó thì hãy đến ngay về cái shop này của nhà em để em tri ân tặng lọc tặng quà cho các em gì đẹp nhân dịp tết đôi nên em tri ân tường lọc duy nhất buổi lái hôm nay mới có giá siêu cực kỳ ưu đại quá hết buổi lái này em về với giá là trên thị trường một hộp như thế này cũng phải là 90 mươi hoặc một trăm nhưng hôm nay em tri ân với lọc giá là chỉ có duy nhất buổi lái hôm nay mới có giá siêu cực kỳ ưu đẹp đó là 99 mươi k trên hai hộp ủ tóc Phí ship là bao nhiêu? 99 cá trên hai hộp là phủ bạc tóc Phí ship là 30 ngàn Còn anh chị em nào đặt 4 hộp Thì bên em sẽ miễn phí ship cho các anh chị đẹp Và đặc biệt đó, thì các anh chị phải sử dụng cho em trên 3 tháng Thì tóc của mình mới thêm đen được Đó, dầu gối này cực kỳ rất là an toàn luôn Và đặc biệt là có phong chống hàng giả, hàng thật, hàng giả màu luôn Và một hộp như thế này gồm có là 10 bọc nhỏ ở phía trong 10 bọc nhỏ như thế này nha các chị đẹp, các tình yêu Đó, và 10 bọc nhỏ này thì mỗi lần mình sử dụng là sử dụng hết một bọc cho em đó và đặc biệt là, là bên em sẽ tặng cho các tình yêu là hai cái bao tay nữa để mà mình gội và các tình yêu không biết cách sử dụng như thế nào thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cho các tình yêu gội đó thì đò, những ai mà gặp em trong buổi lái này thì nhấn tay là chia sẻ cho em một lần trên trang cá nhân và một lần trên trang hội nhóm nhé các tình yêu nếu là chia sẻ bài cho em với ạ chia sẻ bài cho em thì em mới tri ân tặng lọc tặng quà cho các tình yêu được ạ à. đây dầu gối này là một trăm trăm là của thái lan nha các tình yêu đây là có ghi chữ in thái lan rõ ràng luôn đến này sẽ có là cái mã vẹt để các tình yêu là trẻ xem là hàng có phải là chính hãng bên em hay không và đặc biệt là có cả công dụng và các cái kết dùng như thế nào luôn và có cả chú ý luôn thì trên này nó sẽ ghi hết thông tin đầy đủ hệ thông tin đầy đủ cho các tình yêu luôn bây giờ em sẽ hướng dẫn cho các tình yêu này một hộp như thế này là gồm 10 gói và 10 gói này thì một gói này mình sử dụng cho em là hai um, ngày ba ngày là mình dùng một lần cứ bán hai mình dùng một gói như thế này đó và một gói này thì mình dùng 10 gói như thế này mình dùng cho em được 10 lần luôn và đặc biệt là các tin yếu phải sử dụng cho em là được 3 tháng thì được 3 tháng thì tóc của mình là mới được đen được từ bạc mà biến thành đen nha các tin yếu đó đấy là cái dầu gối này là của hàng Thái Lan 100 phần trăm luôn và công dùng này là gối từ tóc bạc chuyển thành tóc đen và đặc biệt những tóc anh chị em nào cô bạc chú bạc nào mà đang gặp cái vấn đề như là tóc bị bạc này bạc lâu năm này hoặc là bạc bẩm sinh này hoặc là, là bạc ăn trong máu rồi này hoặc là những ai mà 30-35 tuổi cùng đã bị bạc rồi ấy, thì sử dụng ngay cái dâu này cho em không cần phải nhuộm gì hết để cho hư tóc hoặc là ăn trong nếu mà nhuộm nhiều thì vẫn sẽ dễ bị là ung thư này rồi bị ung thư ra đâu này nên là sử dụng cái dầu gối này của bên em rất là an toàn luôn sản xuất từ thái lan 100% trăm phần trăm luôn với là thành phần là một trăm phần trăm là từ thiên nhiên nên là cứ yên tâm mà sử dụng cho em đó cách dùng thì rất là đơn giản luôn cách dùng đi trước khi dùng sản phẩm này gội này là ta nên thực hiện các bước như thế này em sẽ hướng dẫn từ đầu tới cuối cho các tin yêu luôn các tin yêu lắng nghe rõ ràng cho em em chỉ nói duy nhất một lần thôi nha các tin yêu đây và trên vỏ này đều cũng có thông kết dùng luôn nhưng em nói quá để cho các tin yêu hiểu ạ à. đây gội đâu cho sệt băng nước dầu gội có nghĩa là mình sẽ gội dầu gội của mình lúc đầu tiên gối xong rồi cô sệt sẻ rồi cho khô tóc đi xong đây là mình lấy cái những cái bao tay này đây những cái bao tay ở trong cái bọc này đây đó mình lấy rồi là mình bắt đầu là mình lấy cái dầu của nó lên để mình xóa để xóa đều trên tóc là 5 phút này rồi mình gồi gồi rồi là mình ủ cỡ khoảng 20 phút À, ủ 20 phút để dầu ngấm vào trong cái tóc á xong rồi bắt đầu mình xả bằng nước sạch khi xả xong á thì các tin yêu có thể là lấy cái dầu xả thường thương ngày của mình dùng á đó. đó các tin yêu dùng để cho mềm mượt tóc và chú ý này là đặc biệt là tóc xẻ uh, đen và xả băng dâu xả phải là chơi đến hai ngày mới gội lại được có nghĩa là hai ngày thì mình mới gội lại được cái dầu gội như bình thường được đó là phải chơi đến hai ngày để cho tóc nó m, m, chuyển biến thêm mau á các tí yếu đó và nhà phân phối của bên em là công ty trách nhiệm hữu hạn uh, xuất nhập khẩu của New, New, Zealand nằm ở bên nghệ quận một thành phố Hồ Chí Minh thông tin đầy đủ ở trên vỏ đều đầy đủ thông tin hết luôn và kết hướng dẫn đều đầy đủ luôn đặt hàng nhân tay để lại số điện thoại cho em bên em lên đơn cho các tình yêu với là hai hộp chỉ có giá 99k và phí ship 30k đặt 4 hộp